Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta suy niệm về Chủ nhật thứ nhất mùa vọng của năm C. Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng để lắng nghe lời của Chúa. Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên trời, mặt trăng và các ngôi sao dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Chúng con hãy giữ mình kẹo lòng chúng con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời mà ngày đó thình lình đến với chúng con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến, sách giảng viên đã nói phù vân quả là phù vân Phù vân quả là phù vân Tất cả chỉ là phù vân Lời lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao nhiêu gian lao vất vả Dưới ánh nắng mặt trời Thế hệ này đi, thế hệ kia đến Nhưng trái đất mãi mãi trường tồn Mặt trời mọc rồi lặn mặt trời vội vã ngã xuống nơi nó đã mọc lên gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc gió xoay lui xoay tới rồi gió đi gió trở qua trở lại lòng vòng mọi khúc sông đều xuôi ra biển nhưng biển cũng chặn đầy sông chạy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục chuyện gì cũng nhàm chán chẳng thể nói gì hơn mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ tài có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới điều đã có rồi ra sẽ có chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra dưới ánh mặt trời này nào có chi mới lạ thưa anh chị em như cảm thấu được tâm trạng của tác giả giảng viên nhạc sĩ trịnh công sơn đã diễn tả thêm sự nhàm chán của cuộc sống một ngày như mọi ngày nhớ mặt trời đầu môi một ngày như mọi ngày đau nặng từng lời nói một ngày như mọi ngày từng mạch đời trăng trôi một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi có lẽ nào cuộc sống được tạo thành từ tình yêu của thiên chúa lại nhàm chán như vậy sao thưa anh chị em chắc chắn không có nhàm chán chăng là vì con người chưa thấu hiểu hết lẽ sống của cuộc đời. Vâng, lẽ sống của cuộc đời không dừng lại ở chốn dương gian này. Mặc dầu đây đó cũng là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng Satan đã làm vẫn đục công trình tạo dựng này. Thay vì nơi đây là thiên đàng hạ giới Nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ đối thoại với con người Kiến tạo bình an và hạnh phúc Đã trở thành địa ngục trần gian Nơi con người gánh chịu bao nhiêu đau khổ bởi ẩn thù Ganh ghét, rẽ chia Và cuối cùng là cái chết thạm sầu Tất cả, thưa anh chị em Tất cả bởi ác thần Satan. Thế nhưng Do bởi tình yêu khôn tả Thiên Chúa không để một ngày như mọi ngày Nhưng sẽ có một ngày Người ta sẽ thấy trên đám mây Con người hiện đến đầy quyền năng Và uy nghi cao cả Ngày đó sẽ xuất hiện Để tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa Sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của thủ tạo được gọi là ngày cứu độ muôn dân. Ngày đó sẽ xuất hiện, nhưng xuất hiện khi nào vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, ngày cứu độ sẽ xuất hiện không là một niềm hy vọng viễn vông từ anh chị em. Mà là một hiện thực sẽ được thực hiện hãy nhìn vào lịch sử dân chúa một lời mời gọi abraham bỏ quê cha đất tổ lên đường để trở thành một tổ phụ của một dân tộc lớn lao trong khi vợ chồng ông đã lớn tuổi qua thời kỳ sinh nở và đất đai lập nghiệp thì cũng vô định chẳng biết nằm ở nơi đâu thế mà lời chúa hứa đã được thực hiện Abraham đã trở thành tổ phụ một dân tộc đông đảo như sao trên trời như cát dưới biển dĩ nhiên để đạt được điều đó Abraham và dân do thái phải trải qua bao nhiêu là thử thách và những cuộc thanh luyện để có thể được gọi là dân thánh của thiên chúa vâng thưa anh chị em Ngày cứu độ toàn thế giới sẽ xuất hiện. Thế nhưng để bước vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa, thế giới này còn phải trải qua nhiều cuộc thanh luyện. Có như thế mới có thể nhận ra rằng không phải mọi ngày như mọi ngày đâu. Mỗi ngày đều có một sự mới lạ do những cuộc thanh luyện để tiến về vương quốc Hãy nhìn kìa Thế giới này có ngày nào là yên bình đâu Nào là thiên tai Nào là nhân tai Chỉ mới đây thôi Cách đây vài ngày thôi Thưa anh chị em Vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 Cơn bão số 9 gây ra Bao nhiêu là thiệt hại cho Vũng Tàu, Bà Địa, Bình Thuận, Nha Trang, Sài Gòn và vào ngày 8 tháng 11 năm 2018 đánh dấu một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử của tiểu bang California khi hai đám cháy liên tiếp cách nhau chỉ vài giờ gây tổn thất nhân mạng lớn lao nhất bởi nạn hỏa hoạn trong lịch sử của tiểu bang Cả hai đám cháy này hiện đang là đề tài nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông đại chúng khắp thế giới. Sau khi hỏa hoạn đã tiêu rùi cả một vùng rộng lớn ở hai miền Nam và Bắc California, một thành phố có tên là Paradise, thiên đường hạ giới, nằm dọc theo rạng núi Sierra Nevada về hướng Đông Bắc của thủ phủ Sacramento là nơi bị nhắc đến nhiều nhất về sự tàn phá của thân họa. Cả thành phố bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn dấu tích gì của một thiên đường hạ giới. Cả một khu vực rộng hơn 240.000 mẫu Tây, nơi có đến 12.872 căn nhà đã ra tro bụi sau vài ngày thần họa hoàn thành không thương tiếc Vâng Những cuộc thánh luyện cần thiết Để cho con người nhận ra rằng Cuộc sống trần thế này rồi sẽ qua đi Chẳng có gì là tồn tại mãi trên dương gian này Có những tiếng khóc diễn ra niềm vui Khi có một sự sống mới xuất hiện Nhưng cũng có đầy tiếng khóc bi ai Khi có người qua đời Cuộc sống trần ai có gì là bền vững Vui đó Rồi buồn đó Cười đó Rồi khóc đó Điều đó nhắc nhớ cho chúng ta Đừng cất công đi tìm lẽ sống trong cuộc đời tạm bỡ chóng qua này Nhưng nỗ lực đi tìm giá trị cuộc sống được tọ bày nơi lời chân lý quả thật lời chúa hôm nay như ngọn đuốc thắp lên cho chúng ta niềm hy vọng vâng cuộc đời đâu có bi ai nhưng đó chính là con đường dẫn tới sự sống thế gian này rồi sẽ kết thúc như bao nhiêu hiện hữu khác trên trần thế nhưng cuộc sống con người không như thế vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của thiên chúa có nghĩa là sự hiện hữu của con người không đơn giản chỉ là những yếu tố vật chất nhưng còn bao gồm yếu tố thần linh tức là con người không bị tiêu vong như bao nhiêu hiện hữu khác những hiện hữu đơn thuần chỉ là vật vậy số phận con người sẽ ra sao sau cái chết nếu có yếu tố thần linh này lời chúa vừa được công bố đã khơi dậy niềm vui cho chúng ta những người kitô hữu các con hãy đứng dậy và ngực đầu lên vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến có nghĩa là chúng ta những con người thuộc về chúa kitô sẽ không bị tiêu vong chúng ta sẽ được cứu độ bởi chúng ta thuộc về chúa những người không thuộc về chúa sẽ bị loại trừ không được dự phần vào cuộc sống của chúa cũng có nghĩa là phải chịu cảnh đau thương khốn khổ bởi vì họ không bị tiêu hao như vật chất họ tồn tại đó nhưng là tồn tại trong khổ đau vì thế, thưa anh chị em, bước vào mùa vọng, chúng ta cất tiếng tạ ơn vì hồng ân đức tin chúng ta được trao bàn. Và qua hồng ân này, chúng ta tin chắc sẽ không bị loại trừ. Nhưng trái lại, chúng ta được cứu độ. Được dự phần vào cuộc sống vinh quang của Thiên Chúa. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không bị hủy diệt không sống trong khổ đau trái lại chúng ta ngập tràn niềm vui và hạnh phúc lệ chúa chúng con không sợ ngày tận cùng của thế giới chúng con chỉ sợ xa chúa xin cho chúng con luôn vững tin và tính thác trọn vẹn vào tình thương của chúa bởi chúa chính là niềm hy vọng của chúng con amen